bán khách sạn. Khách sạn này là khách sạn gì đây? Khách sạn massage Tây Hồ đó. Đó, trả mặt bằng xả hết hàng. Không biết có khách sạn hay chưa nhưng mà có vẻ như không thấy. Ở bên trên các chữ karaoke bị tháo rồi, có mấy anh chị thấy không? Còn có chữ hồng phí thôi, không thấy trang trí ở mặt tiền ngoài nữa. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là vừa đúng 2 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Ở đây là con đường Hoàng Văn Thụ, Võ Tánh ngày xưa cô bác anh chị, Võ Tánh gia đình. Ngày hôm nay vị trí em đang đứng đây thì nó thuộc quận Tân Bình. Và đi thẳng phía trước thì chúng ta đi về hướng của ngã tư Phú Nhuận ra chợ Bà Triệu và ra Hàng Xanh. Phía sau lưng của em là Lăng Cha Cả đó, đi về hướng của phi trường. Ở đây nếu cô bác anh chị quẹo trái ngay chỗ cái công viên Hoàng Văn Thụ này, chúng ta cũng về phi trường Tân Sơn Nhất. Hôm nay trong một cái buổi chiều cũng còn sớm thôi, không có chiều quá, mời cô bác anh chị cùng đi dạo với em trên con đường hết sức là quen thuộc về một cái ngã ba, đó chính là con đường Phạm Văn Hai hướng về ngã ba Ông Tạ. Và con đường Phạm Văn Hai này ngày xưa là Thoại Ngọc Hầu. Bên tay trái của em là công viên Hoàng Văn Thụ, năm xưa là cái bãi đáp trực thăng bệnh viện Dã Chiến 3 của cái bệnh viện, thì nó nằm phía trước đây này, ngay cái cầu đi bộ đó. Tại đây thì đầu đường có một quán cà phê Trung Nguyên, và em sẽ mời cô bác anh chị quẹo bên mé tay phải để chúng ta chạy bắt đầu trên con đường Phạm Văn Hai, tức là Thoại Ngọc Hầu năm xưa. Ở đây cô bác anh chị thấy quán Java này, nước hoa chính hãng rồi đó, nhìn nó cũng tiêu điều sơ sát, cũng không thấy bán kinh doanh làm ăn nữa. Sang bên có một cái nhà mới xây cũng tơi tả te tua. Ở đây có những cái shop hoa lan rất là lớn ha. Tết ở đây thì người ta bán hoa lan nhiều. Rồi em chạy trên con đường Phạm Văn Hai, Thoại Ngọc Hầu năm xưa, rất là nhiều cái hình ảnh kỷ niệm xưa, đặc biệt là chạy về hướng của ngã ba Ông Tạ. Thì hy vọng là trong cái clip này cũng có thể là mang lại cho cô bác anh chị một chút cảm xúc nào đó Sài Gòn xưa và nay. Con đường này chiều chiều cũng là một cái con đường ăn uống rất là nhộn nhịp của khu vực Tân Bình. Những cái hàng quán từ ăn vặt cho tới quán xá bên trong rất là vui. Đây là con đường Nguyễn Trọng Tuyển, ngày xưa là Nguyễn Minh Chiếu. Bên trái thì chạy về ngã tư Phú Nhuận, bên phải về Lăng Cha Cả thưa cô bác anh chị. Trường ở đây là trường Ngô Sĩ Liên, ngôi trường màu xanh, trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Ngày hôm nay VinFast VF8 đó. Bây giờ ở Sài Gòn mình thấy cũng chạy cũng khá là nhiều đó, bán đồ ăn mặc trước cổng trường này cô bác anh chị. Hôm nay em muốn mời cô bác anh chị đi dạo trên cái con đường quen thuộc này. Ở đây rất là nhiều quán ăn nè, cô bác anh chị thấy không? Trà sữa Ba Chuông. Đây người ta mới tỉa xong nè, vô mùa mưa mấy cái cây mà có nguy cơ mà gãy đó thì người ta phải tỉa hết. Rồi ở đây thì chúng ta băng qua đường Lê Văn Sĩ, Trương Minh Ký ngày xưa. Vào trái thì đi về hướng cầu Trương Minh Giảng đó, phải hướng lên Lăng Cha Cả. Ở đây thì bên tay phải của em là hình như là khu vực cư xá Kiến Thiết chạy về. Cư xá Kiến Thiết nó nằm ở đây hay là bên Đặng Văn Nữ không biết, Huỳnh Quang Tiên đó có phải anh chị. Lâu lắm rồi em cũng không chạy về, thế là nhiều khi lộn lên lộn xuống. Đường này rất là nhộn nhịp, cô bác anh chị có thể thấy xung quanh là toàn là những cái
bạn quảng cáo này, rồi các cái bạn đó, bún bò Huế, đồ ăn nhiều lắm. Ở đây thì chúng ta đi ngang cái chợ Phạm Văn Hai, thưa cô bác anh chị. Đường, con đường này là con đường Bùi Thị Xuân đó, đây là góc Bùi Thị Xuân với lại Phạm Văn Hai, Thoại Ngọc Hầu. Bên trái chạy ra kênh Diêu Lộc này, con đường này nhỏ thôi. Bên phải chạy ra đường ra hướng của Lăng Cha Cả nè, công viên Hoàng Văn Thụ đó. Con đường này nhỏ nhưng mà về đêm thì nó rất là nhộn nhịp với những cái quán ốc. Bùi Thị Xuân, Tân Bình. Cô ông Tạ đi về đa số là có một vài cái quán thịt chó nữa, cô ông Tạ đó. Những cái món đồ ăn của người Bắc. Ở đây thì đường Ngô Thị Thu Minh ha. Chạy bên phải chúng ta ra lại đường Lê Văn Sĩ. Đồ ăn quá trời luôn. Qua khỏi Ngô Thị Thu Minh ở đây rồi thì chúng ta tới chợ Phạm Văn Hai. Đây, đường Tân Sơn Hòa. Ồ, mà Hà Nội tái to ghê không. Đây rồi, đường Tân Sơn Hòa, các cái sạp của chợ Phạm Văn Hai. Hôm nào mời cô bác anh chị đi buổi sáng, buổi chiều thì chợ Phạm Văn Hai cũng bán, nhưng mà dạo này nó cũng ế lắm. Chợ Phạm Văn Hai này ngày xưa nó là cái nghĩa địa, thưa cô bác anh chị. Trong đó có họ đạo Tân Định này, nghĩa địa giáo xứ Tân Định này. Đó. Thì bây giờ thì nó trở thành một cái chợ rất là nhộn nhịp, cũng bán rất là nhiều quần áo, đồ sỉ rất nhiều. Đối diện chợ thì chúng ta sẽ có cái rạp Đại Lợi ngày xưa. Rạp Đại Lợi ngày xưa thì bây giờ nó trở thành cái tòa nhà, cái building đây này có bác anh chị, Queen Plaza đó. Cái nhà hàng Queen Plaza, đây có khách sạn Hồng Thúy, karaoke Hồng Thúy này. Karaoke Hồng Thúy thì làm như cũng phá sản rồi đó. Để em chạy lên em coi thử coi nè. Không biết có phá sản hay chưa nhưng mà có vẻ như cũng không thấy. Ở bên trên các chữ karaoke bị tháo rồi, có mấy anh chị thấy không? Còn có chữ Hồng Phí thôi, không thấy trang trí ở mặt tiền ngoài nữa. Đó, qua bên này là cái building square, rồi tới văn phòng của nhà hàng Queen Plaza. Ở đây sau năm 75 là có một cái trại giam Đại Lợi, của mấy anh chị chắc là cô bác anh chị sẽ dễ nhớ và hình dung được cái vị trí này. Thôi thì em sẽ băng ngang luôn. Đó, bên trái này, cái trại giam Đại Lợi nó nằm ở vị trí này. Đó, nhà hàng tiệc cưới Queen Plaza đó, với cái building sát bên. Rồi thì bên phải ở đây có con đường Nguyễn Bạch. Con đường Nguyễn Bạch này mong men chút xíu thì có mấy anh chị đi ra cái khu đường Nguyễn Thanh Tuyền ngày hôm nay đó. Ngày xưa là lành Mai Ngọc Khuê. Chùa Hiển Quang. Ở đây cũng nhiều chùa nhưng mà nhà thờ thì nhiều hơn, bởi vì chúng ta băng qua khỏi cái kênh Diêu Lộc là tới khu vực xóm đạo ông Tạ rồi. Nhà ba ông Tạ mà. Đó, bên phải của em ở đây có giáo xứ Vinh Sơn. Bên trái thì giáo xứ Tân Chí Linh. Đó, khu vực bắt đầu về xóm đạo Sài Gòn.
ở đây thì chúng ta sẽ đi ra tới kênh Nhiêu Lộc. Bây giờ nó thay đổi rất là nhiều. Ngay cả kênh Nhiêu Lộc bây giờ nó trở thành một cái kênh đẹp bậc nhất của Sài Gòn, đẹp và nhộn nhịp bậc nhất Sài Gòn. À, thay đổi mấy cái cầu thì thêm nhiều cái cầu mới rồi nối liền với nhau. Ở đây có con hẻm mà cũ này, hẻm số 158. À, em cứ chạy lang thang hướng về ông Tạ rồi hướng về này kia thôi. Ở bên trái ở đây có một cái con đường, có một cái cầu, nhưng mà ngay chỗ này là có cái bảng cấm rất là to, không được quẹo, nhưng mà đa số xe máy là người ta quẹo hết nha cô bác anh chị. Đó, quẹo hết mặc dù cái bảng cấm rất là to và công an phạt cũng rất là nhiều, nhưng mà người dân mình cũng cứ đi thôi. Em đôi khi cũng không hiểu tại sao người ta lại chạy như vậy. Mặc dù muốn đi thì chạy lên trên kia theo con đường em đang đứng đây đi về thì nó sẽ xa hơn, chắc chắn rồi nó sẽ phải xa hơn. Còn quẹo qua cái chỗ này cái là tới luôn, nhưng mà có biển cấm nhưng mà người ta vẫn quẹo, đa số là xe máy là quẹo hết, ít có ai không quẹo lắm. Rồi, em mời cô bác anh chị đi qua bên kia đường, nhưng mà mình đi phải đúng như thế này. Con đường này là con đường Trường Sa. Khi mà kênh Nhiêu Lộc giải tỏa ra thì nó trở thành một cái vị trí ăn chơi của Sài Gòn mình ngày hôm nay, Tân Bình, quận 3, với rất là nhiều hàng quán nhậu nhẹt. Hôm nào đi ban đêm ở đây để cập nhật gửi đến cô bác anh chị giáo xứ Vinh Sơn nè. Có hai đường vào ha, một đường ở bên đường Trường Sa kênh Nhiêu Lộc này, một đường ở bên Phạm Văn Hai Thoại Ngọc Hầu. Chiều hôm nay tình hình có vẻ là cũng không có mưa đâu. Đó, ở đây thì cô bác anh chị sẽ quẹo trái được này, không cấm này. Rồi, em quẹo qua ở đây nha. Ở đây cũng coi như là cuối cái con kênh Nhiêu Lộc rồi đó. Bên phải thì ra lại Lăng Cha Cả, còn bên trái thì chạy về hướng của ngã tư Bảy Hiền, đường Lê Bình đó. Rồi, em mời cô bác anh chị đi xuống lại. Ngay khu vực này là chùa Khuôn Việt đó cô bác anh chị, chùa Khuôn Việt. Bên tay phải của em là chùa Khuôn Việt và các cái quán nhậu bên Nhiêu Lộc. Hôm nào để em đi ban đêm mới đánh giá được là tình hình ngày hôm nay nó như thế nào. Ban ngày thì giờ ít có ai mà ra đây đi nhồi nhậu lắm, cũng có nhưng mà không nhiều. Đây là cái nhà hàng Beer Club có lẽ là lớn bậc nhất trên cái khu vực kênh Nhiêu Lộc này. Đi thẳng này chúng ta về Thị Nghè, qua một loạt những cái cầu quen thuộc như là cầu Công Lý, cầu Kiệu, cầu Thị Nghè, cầu Vong, cầu Bùi Hữu Nghĩa, cầu Sắt Bùi Hữu Nghĩa đó. Đó, rất là nhiều cái cầu quen thuộc. Ở đây em sẽ mời cô bác anh chị phải vào con đường Thoại Ngọc Hầu năm xưa, ngày hôm nay là Phạm Văn Hai. Đây là mấy cô đi mua ve chai rồi bây giờ đẩy về. Ở đây vẫn là quận Tân Bình đó cô bác anh chị. Chùa Khuôn Việt đây cũng có hai cổng đi vào ha, một cổng ở bên kênh Nhiêu Lộc, một cổng ở bên đường Phạm Văn Hai Thoại Ngọc Hầu. Bên trái là đền thánh Vincente.
này, ông Tạ cũng không thoát khỏi cái cảnh này. Một cái tiệm làm tóc. Không biết ngã ba ông Tạ ngày hôm nay như thế nào. Đó, cho thuê mặt bằng nè. Đó, dời sang cái tiệm buôn bán này người ta dời đi. Có dịp về đây thì mời cô bác anh chị nhìn lại cảnh vật ngày xưa. Ở đây là vào chợ ông Tạ thưa cô bác anh chị, và cũng là cái vị trí của ngôi trường tiểu học Phạm Văn Hai ngày hôm nay. Ngày xưa là khu vực chợ ông Tạ đó. Chợ ông Tạ thì nó nằm trong hẻm đó, nó chỉ có cô bác anh chị sinh sống ở đây hoặc ngày xưa là từng ở đây mới biết thôi. Còn bình thường thì rất là khó để mà biết được cái vị trí của chợ ông Tạ ngày hôm nay. Ngày xưa em cứ bị nhầm với lại chợ Phạm Văn Hai thôi. Ồ, bán khách sạn này có bác anh chị này. Rồi khách sạn ở đây to đùng, nó bán uổng quá. Bán khách sạn. Khách sạn này là khách sạn gì đây? Khách sạn massage Tây Hồ. Đó. Giờ bán luôn. Đó. Khách sạn ông Tạ đó ha. Trụ hết nội rồi. Quán. Khu này nói chung mà kinh doanh khách sạn thì cũng khó. Bây giờ khu ông Tạ thay đổi nhiều lắm thưa cô bác anh chị. À, mất hết mấy cái nhà ngay cái góc ngã ba rồi. Đây là Phúc Yên ha. Phúc Yên là giống như cái tại tiệm quần áo mà bây giờ em thấy cũng tháo luôn cái thương hiệu rồi nè, còn cái chữ cũ thôi. Bên trong thì không thấy có động tĩnh gì hết, im lìm rồi, cửa kéo lại rồi. Giữa cái thời điểm mà trong ngày là kinh doanh buôn bán tốt này mà không thấy buôn bán, đóng cửa rồi đó, thấy không? Thêm nhiều ông tháo chạy, thêm nhiều cửa hàng ở Sài Gòn mình tháo chạy, khách sạn thì bán liên tục không được luôn. Ở đây thì ngày hôm nay nó khác dữ lắm, cô bác anh chị thấy này. Bây giờ là nó có một cái vị trí trống như thế này, người ta trồng cây. Em đứng đây để cô bác anh chị nhìn dễ hơn nè. Bên kia là trường Tân Bình, ngày xưa là trường Thánh Tâm đó. Bên phải thì chúng ta quẹo lên khu vực ngã tư Bảy Hiền ha. Đây ngã ba ông Tạ ngày hôm nay nè, nhìn rất là khó để mà hình dung được. À, bên trái là quẹo xuống nghĩa trang Đô Thành, tức là cái công viên Lê Thị Riêng ngày hôm nay đó. Rồi em quẹo trái luôn. Ngã ba ông Tạ đó có ba anh chị. Bên trái em là giáo xứ Nam Thái, cho thuê nhà tiếp tục rất là nhiều. Ngân hàng nè, đó ngân hàng bây giờ người ta cũng
thu hẹp bớt cái chi nhánh các cái văn phòng giao dịch để cho thuê nhà nguyên căn này. Wow. Con đường này thì em hay đi lắm, đi thẳng cái con đường này là xuống tới ngã 6 Phù Động, con đường này là Lê Văn Duyệt năm xưa đó, trả mặt bằng xả hết hàng. Xả hình như là đâu phải dấu ngã đó. Đây là đường Bành Văn Trân đó. Bành Văn Trân lên nhà thờ Chí Hòa đó thưa các anh chị. Nhà cửa chỗ nào cũng thấy te tua hết. Đường Bành Văn Trân này ngày xưa nó là cái con đường Thánh Mẫu và đường nhà thờ đó, nối liền với nhau. Bây giờ thì là con đường Bành Văn Trân. Xeo 50, 70. Quá trời. Thấy cũng thua. Toàn là xeo không. Cái vỉa hè ở đây bây giờ nó rộng ra là bởi vì người ta giải tỏa để làm metro số 2 thưa cô bác anh chị. Cho nên là bây giờ có chỗ để buôn bán này, có chỗ đậu xe trên vỉa hè này, sướng. Ở Việt Nam mình xe sướng hơn người đậu được trên vỉa hè các bạn, còn người xuống đường đi bộ. Đây sang shop. Sang shop hoặc mặt bằng của các anh chị, cái bạn màu hồng đó có nghĩa là sang nguyên cái shop thì ai lấy cả đồ luôn, thiết kế đồ sẵn rồi đó, còn sang mặt bằng thì có thể là người ta dọn hàng đi, dọn đồ đi cho thuê lại cái mặt bằng ở đây. Ghê không, người cho thuê nhà bị trung gian. Ôi thời buổi làm ăn nó thua ơi là thua. Ở đây bán giày dép, quần áo, ba lô, túi xách rất là nhiều quá. Ở đây chúng ta quẹo phải là con đường Trấn Hưng vào khu ở vườn rau Lộc Hưng. Đó, Trấn Hưng này có anh chị. Và chúng ta cùng đi qua cái vị trí của công viên Lê Thị Riêng, tức là cái nghĩa trang đô thành ngày xưa đó. Đường Bắc Hải đây, bên phải em là con đường Bắc Hải. Ở đây là cái nghĩa trang đô thành. Bây giờ đã là cái công viên. Nghĩ nhiều khi cũng ớn, tối vô trọng ngồi mấy chỗ vắng vắng, mát mát. Không biết thì thôi, biết thấy nó ớn. Một cái nghĩa trang mà lâu đời, một cái nghĩa trang trước năm 75, sau này người ta sang bằng người ta làm công viên thì cô bác anh chị cũng hiểu rồi đó. Ở đây thì em sẽ mời cô bác anh chị đi cái con đường Trường Sơn bên phải công viên đây, chạy về phía con đường Hồ Bá Kiện. Lâu lâu mình chạy khu Hồ Bá Kiện tí coi, cập nhật tình hình ở đây. Ở đây hình như bên trái em có cái trại Nguyễn Trung Hiếu thì phải. Em nhớ mang máng vậy. Trước cái nghĩa trang đô thành. Rồi bây giờ chạy con đường Trường Sơn nè.
công viên Lê Thị Riêng bây giờ có cái khu giải trí Thỏ Trắng bên phải của em á, dành cho cái trò chơi cảm giác mạnh. Đây, công viên giải trí Thỏ Trắng. Rồi em sẽ đi về con đường Hồ Bá Kiện. Hồ Bá Kiện thì nối giữa con đường Trường Sơn này với con đường Tô Hiến Thành đó cô bác anh chị. Bên trái này, bên trái em là Hồ Bá Kiện. Đi thẳng thì chúng ta về cư xá Sĩ Quan Chí Hoàng, cư xá Bắc Hải ngày hôm nay. Ở đây là một cái góc mà cũng đắp chiếu trùm mền rất là lâu, cho thuê rất là lâu rồi, không biết bây giờ có ai thuê hay chưa. Lúc trước là nó là của cái siêu thị Auchan, một cái thương hiệu của Pháp nhưng mà bán toàn hàng Trung Quốc. Sau đó thì nó rút khỏi Việt Nam luôn. Đó, nguyên một cái mặt bằng ở đây là bây giờ đang bỏ trống rào lại. Tòa nhà rất là to luôn các anh chị. Bình thường còn chạy không nổi mà trong cái mùa này còn chết nữa. Đây là con đường Hồ Bá Kiện, một con đường em cảm giác như nó cũng có rất là nhiều cái khách sạn massage. Đó, khách sạn này Nguyệt Nga có phòng máy lạnh rồi đó. Tối tối ở đây nhấp nháy đèn đã lắm. Con thầm bấm chuông. À, khách sạn nhiều không? Thấy tóc red tie, siêu red tie êm nữa. Bên trái em cả. Đặc biệt là siêu đấy tay em. Ghê ghê. Hồ Bá Kiện. Phía trước là chúng ta ra Tô Hiến Thành rồi. Con đường Hồ Bá Kiện này nhìn cũng nhộn nhịp quá, cô bác anh chị thấy không? Rồi ở đây em sẽ quẹo bên máy tay phải, chạy về hướng của đường Thành Thái. Tô Hiến Thành quẹo phải của anh chị, quẹo trái thì chúng ta về lại con đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 nha. Quẹo phải thì chúng ta về hướng của Thành Thái, Nguyễn Tri Phương, Thành Thái nối liền. À, hoặc là về Sư Vạn Hạnh. Một buổi chiều đi qua cũng nhiều cái con đường quen thuộc. Ở đây là cái khu bán xây dựng, vật liệu xây dựng, gạch men, sơn, bồn tắm, bồn cầu, nhà vệ sinh rồi đó, lavabo, rồi đèn trang trí, rồi các cái đồ inox, bếp, phòng tắm. Buổi tối thì nó trở thành cái khu phố ăn chơi quận 10, khu phố mới. Em mời cô bác anh chị đến Thành Thái nha. Chạy tới Thành Thái rồi em sẽ tạm dừng cái clip. Khoảng cỡ đó là cũng vừa đủ rồi. Dài quá thì cũng mất công cô bác anh chị xem lâu.
Đây là đường huyện Vạn Thanh này, khu thuốc vật tư y tế. Trời, cái mùa dịch hồi vài năm trước thì cái khu huyện Vạn Thanh này lúc nào cũng đông, chủ yếu là cồn với khẩu trang ha. Qua rồi một thời, tính ra là cũng đều lắm ấy chứ. Mùa dịch xếp hàng chọc mũi, rồi xếp hàng đội xăng, rồi xếp hàng bảo hiểm y tế, rồi giờ cúp điện nữa, cúp điện, xếp hàng cúp điện, cúp điện luân phiên rồi đó, đủ thứ hết trơn. Khổ gì đâu. Chôm chôm vải thiều, chôm chôm 30.000 ký, vải thiều chắc khoảng chừng 30 tới 40 tùy nơi. Sầu riêng hạt lép bao ăn 60.000 một ký. Trái nó nứt 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 luôn rồi, có anh chị này, trái nhỏ không à. Bán cũng nhiều ghê, thơm thái, ổi gì tùm lum này. Sài Gòn mình dọc đường thì đồ ăn ngập tràn ha. Xoài, thơm thái, mít đỏ. Bên phải của em là Bixi miền Đông. Còn bên trái là con đường Sư Vạn Hạnh, nối về hướng của chung cư Ấn Quang và chùa Ấn Quang đó. Cơm thố cho thuê mặt bằng tại đây. Bây giờ bè bét phố xá, đậu hũ nóng, bên phải em là con đường Đồng Nai, cô bác anh chị chạy về hướng của cư xá Sĩ Quan Chí Hoài, cư xá Bắc Hải, và phía trước đây là chúng ta ra tới con đường Thành Thái. Đi thẳng thì chúng ta về cư xá Lự Gia, vào trái Thành Thái về huyện Chư Phương nối dài, vào phải Thành Thái về đường Bắc Hải và vào lại cư xá. Em xin tạm dừng các clip ở đây. Một buổi chiều dạo phố, cập nhật một chút tình hình và những cái hình ảnh quen thuộc xưa và nay. Tính kết thúc ngay chỗ này thì cô bác anh chị lại thấy một cái showroom ngay góc này người ta đã đóng cửa rồi, không biết từ lúc nào. Gạch ha. Trời ơi, bây giờ mấy cái công ty vật liệu xây dựng đó là khó khăn trăm bề. Gạch đóng cửa rồi, vật liệu xây dựng đó. Rồi, em xin tạm dừng các clip ở đây. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.